Vâng, thì bác Bình, cháu xin cảm ơn bác vì đã lựa chọn những cái sản phẩm của Ngọc Japan cũng như là những sản phẩm của Nhật Nhật. Thế thì bác Bình cho cháu hỏi một vài câu, đó chính là trong hơn một năm sử dụng cái massage ấy, thì bác thấy con chiếc ghế massage này thì có những cái lợi ích gì cho bản thân bác và bác thấy thứ nhất là về sức khỏe thì cũng được tăng đáng kể, đỡ đau nhức mỏi người, mang lại những hiệu quả tinh thần ăn uống cũng điều độ so với trước đây. Thứ hai nữa là về cái đồ hàng nội địa của Nhật thì cái tính năng nhất là về tiết kiệm điện, thứ hai nữa là về độ bền nó cũng cao hơn so với những cái hàng khác trong nước. Thì về chất lượng thì nó sẽ êm và độ xuống của nó từ da bọc ngoài đến thiết bị máy móc cũng lâu xuống hơn so với các hàng hiện có trên địa bàn. Và trong thị trường như thế, trong thị trường Việt Nam đúng không? Đúng rồi, trong thị trường của chúng ta. Vâng, để bác đánh giá cao những cái sản phẩm sử dụng thiết bị của Nhật đúng không? Vâng, vì bản thân nhà tôi cũng vậy, thế thôi, cũng như ấy thôi, phần đa là tiêu tỉnh tủ lạnh cho đến điều hòa cho đến máy giặt là đều dùng qua hàng của Nhật. Dạ, dạ. Vâng, nó có vẻ là bác là một người rất là yêu thích những cái sản phẩm mà từ biết từ cái tiết là dùng hết bằng hàng Nhật bác. Vâng, đây là gửi là bác cho hỏi cô nữa, đó chính là khi mà anh em cháu ấy tới phục vụ cho bác là từ một năm trước cho đến bây giờ anh em cháu quay lại để sửa chiếc bảo hành cho bác, thì bác thấy như nào về cái anh em cháu, để lúc khi anh cháu đến anh thái độ em cháu như nào? Tinh thần của phục vụ của Ngọc Gia Bang thì nói chung là tinh thần thái độ phục vụ rất nhiệt tình, ví dụ năm gần có những cái sự cố gì thì gọi điện cái là có bắt máy, có nhân viên phục vụ kịp thời và bảo hành chú đáo. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Gia Bang rất nhiều. Vâng, chào cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác, một người rất là yêu thích hàng của Nhật và yêu thích Ngọc Gia Bang. Vâng, vậy thì xin chào, cảm ơn bác nhé. Vâng, cảm ơn công ty.